Tập 27. Lãnh đạo mới của các anh rất có cá tính. Quan mới lên chức, toàn thể xin nghỉ phép. Hỏi ý kiến của tôi có thể nói gì chứ? Chơi mà. Có lẽ cách quản lý của sếp Lý là như vậy. Cậu biết lai lịch của anh ta không? Ban đầu khi Chris mời Lý Thận Tư đến, tôi đã khuyên Chris. Sếp Lý chỉ mong rút lui vẹn toàn. Đối với công ty chúng ta cũng không có sự giúp đỡ mang tính thực chất nào cả. Một người trẻ tuổi nóng tính, không thích nghe những lời lải nhải của người lớn. Bây giờ kết quả là như vậy đấy. Qua một Ngô Khắc Chi đã đủ khiến tôi đau đầu rồi. Bây giờ lại có thêm một Lý Thận Tư nữa. Trong bộ phận cơ cấu mới của các cậu, người duy nhất đáng tin chỉ có Lý ba cậu mà thôi. Hiểu rồi. Tôi chỉ bảo cậu nói chuyện cùng với tôi thôi. Là một tổng giám đốc của một công ty, tôi cũng nên tìm hiểu ít nhiều về tình hình của các ban phòng chứ. Cậu chờ chút. Lợi ba, anh xem chai rượu này thế nào? Sếp Khúc, đây là một chai rượu ngon. Có tiền cũng chưa chắc mua được. Là rượu ngon sao? Cậu cầm về uống đi. Dù sao là người khác tặng. Tôi là một người không thích rượu, chi bằng tặng đó cho một người hiểu đó. Cho dù rượu cũng được, người cũng được, cũng cần phải gặp người giỏi. Vậy cảm ơn sếp Khúc. Vậy tôi đi trước đây. Được. Cậu chờ đã. Đây chính là bản đồ du lịch của Villa Moon River. Thế nào, rất được chứ? Tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Ngày đầu tiên chúng ta vui chơi nghỉ ngơi là chính. Chúng ta trèo thuyền trước, sau đó ở đây ngắm cảnh. Tối đến khách sạn bơi lội, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, chuẩn bị ngày thứ hai chơi tới bến. Các cậu sao thế? Không dễ gì mới có một kỳ nghỉ. Các cậu có cần quỷ quải gì không? Hai lên. Tư Thông, cậu muốn chơi gì? Ngày mai có một khách hàng rất quan trọng, phải đảm bảo trước hôm nay có thể ngủ được hay không đã. Tôi cũng thế. Cho dù không thêm quốc, kỳ nghỉ cũng là kế hoạch tăng ca. Bây giờ loạn hết lên rồi, phải lập kế hoạch lại từ đầu. Làm việc, làm việc. Không dễ gì mới có một kỳ nghỉ. Sao lại mất hứng thú vậy? Tiểu Thu, cậu muốn đối gì? Bơi, spa hay là BS người thật? Tôi không biết chơi gì đâu. Được rồi, coi như chưa nói. Lên xe. Em, mau lên. Đi đây. Đãi ngộ đây. Xe riêng của lãnh đạo. Dựa vào gì chứ? Dựa vào gì chỉ có thằng ranh đây? Được rồi, đừng nhìn ngay ngốc nữa. Lát nữa không kịp tàu bây giờ. Cảm ơn anh đưa em về. Cảm ơn cái gì? Đừng tự mình ảo tưởng nữa. Hôm nay sinh nhật Đại Bảo, đặt nhà hàng vừa hay tiện đường mà thôi. Chúc mừng sinh nhật. Cũng đâu phải sinh nhật tôi. Cậu chúc mừng cái gì? Xe này là xe xịn đúng không? Được rồi, đừng nói chuyện ngượng ngùng thế. Ngoan ngoãn ngồi đó đi.
Ghế sau có một cái hộp, cậu giúp tôi lấy. Cho cậu đi. Cho em. Vụ rạp chiếu phim quy mô nhỏ, cậu làm rất khá, coi như là quà thưởng cho cậu. Cảm ơn sếp. Còn nữa, phải đính chính lại một câu nói trước kia hay nói: hy vọng xa vời là hại người nhất. Nhưng cậu của hiện tại có thể có một chút hy vọng như vậy rồi. Anh đi thông thả. Tạm biệt. Đừng đắc ý quá đấy. Tôi nói rồi, chỉ một chút như vậy thôi. Cuối cùng mình cũng có một chút hy vọng rồi sao? Dự án giống như cậu, không có điểm bán, không có giá trị. Ở công ty gọi là gì, cậu biết không? Là dự án rác. Hy vọng rốt cuộc là gì chứ? Nó tại sao lại có ma lực như vậy, khiến người ta nỗ lực hết mình, khiến người ta không màng được mất, thu đủ bản biểu nộp cho tôi. Giống như loại rượu mạnh nhất, chỉ cần một chút ít là đủ khiến người ta say. Anh xem hai cái này lấy cái nào. Đều được. Vậy chuẩn bị mấy đôi tất. Được. Cái gì cũng được, anh tự thu dọn đi. Đừng. Anh chỉ nói thế thôi. Giúp anh thu xếp đi, anh sắp mệt chết rồi. Xin em đấy, anh sai rồi có được không? Vậy cái nào? Cái màu xám này đi. Không dễ gì mới có một kỳ nghỉ, làm thêm quốc cái gì. Lãnh đạo sắp xếp mà, anh cũng không muốn. Đứng yên, không bắt được anh. Đứng lại. Lấy đồ gì của bố thế? Đây là quà sinh nhật bố tặng cho con. Quà sinh nhật? Anh tặng gì vậy? Xong rồi. Lần này ngượng ngùng rồi. Cậu chờ đã. Lợi ba, trong nhà thế nào rồi? Vẫn vậy. Vợ cậu vẫn không muốn về à? Con đâu? Chắc là đã sắp quên mất tôi rồi. Tôi không thích an ủi người khác. Chỉ vì có kẻ yếu đuối mới cần an ủi. Lời ba, tôi tin cậu, bất kể trong công việc hay trong cuộc sống, cậu nhất định sẽ trở thành một kẻ mạnh. Làm tốt vào nhé. Để sau khi cậu lên chức tổng giám đốc, người hối hận sẽ là vợ cậu đấy. Cảm ơn sếp Khúc. Không cần cảm ơn tôi. Dựa vào chính mình để làm kẻ mạnh.
Dậy đi, đến giờ rồi dậy đi. Đừng quản tôi, sáng sớm nay tôi mới ngủ được một lúc thôi. Quản lý Giang, sao anh lại đến đây? Quản lý Giang đến rồi. Đùa thôi mà. Nào, thôn Độ Giá chụp ảnh nhóm nào, bước đầu tiên. Xếp lý, chỗ này cũng không tồi. Thế sao? Thôn Độ Giá này là dự án du lịch mà tôi đầu tư đấy. Địa bàn của mình cả, cứ thoải mái nhé. Cô bé này đáng yêu thật đấy. Tôi đưa mọi người đi tham quan. Chỗ này đẹp thật đấy. Tôi nói với cô nhé. Nào, không được rời đội hình đâu. Hôm nay bốn người chúng ta nhất định phải cùng nhau hành động. Được. Vậy nói xem chúng ta đi đâu đây? Không phải tối hôm qua đã nói rồi sao? Chúng ta đi chèo thuyền. Cô xem, bây giờ chúng ta đang ở chỗ này. Lát nữa chúng ta sẽ đi qua con đường nhỏ này, sau đó đến bên bờ hồ. Chúng ta sẽ thuê một chiếc thuyền nhỏ, có thể bắt đầu thông dong chèo thuyền rồi. Đi chèo thuyền sao? Nào, đi cùng đi. Không phải, tôi đi cùng với bọn họ rồi. Xếp Tô, anh nói tiểu sói có hiểu chuyện không này? Cứ nhất định muốn đưa chúng ta đi chèo thuyền đấy. Đi chèo vào lúc này sao? Anh xem thế nào. Ở đâu? Đi nào, đi thôi. Ở đâu thế? Đưa đây cho tôi, nhanh lên. Nào. Bên này, nhanh lên. Dịch thu. Chỗ chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi cậu thôi đó. Đi thôi, đi lâu đuối với chúng tôi, nhanh lên. Chúng ta đi ăn vịt quay nữa. Nhanh lên. Đúng thế. Tiểu Tôn đây là chuyện gì thế nhỉ? Bây giờ Tiểu Tôn là người nổi tiếng ở công ty rồi, nhất định cũng sẽ được chào đón hơn. Xếp Thu phát tài rồi. Hay là mấy người chúng ta đi bơi đi? Được. Tiểu Tôn, quản lý Giang, công văn vẫn có vấn đề cần phải sửa một chút. Không sao, anh đi trước đi. Vậy được, để tôi sửa xong sẽ đến tìm mấy người nhé. Vậy cậu nhất định phải đến đấy. Xếp Hứa, không phải anh vẫn nói anh là phép của Kim Thần à? Đấu xem nào. Tôi thấy là vào lúc này vẫn nên yên lặng nhìn thì tốt hơn. Được rồi, tôi sẽ tìm bọn họ ngay. Tôi tìm thấy bọn họ rồi. Tổ năng lượng. Xếp Mã, chơi vui quá vậy? Điện thoại của khách gọi đến cả chỗ tôi rồi đó. Bơi chỉ biết bơi thôi. Bảo cô ta lên đây. Lôi cô ta lên đây, nhanh lên. Mau giải quyết vấn đề cho tôi đi. Xếp Mã, có chuyện gì gấp sao? Anh cứ giao lại cho tôi được rồi. Cô xem mail rồi giải quyết vấn đề đi. Ba tên lười biếng này. Nói không chừng
bộ phận chúng ta được phân đến một nữ thần đấy. Cao Tư Thông, nếu muốn ra ngoài chơi cũng không ai cản cậu đâu. Là tự cậu muốn làm việc đấy nhé. Mau tranh thủ làm cho xong, đừng phân tâm nữa. Biết rồi ạ. Tiếu Tiếu, mẹ cũng muốn chơi với các con được không? Nhưng bọn họ không quen mẹ đâu. Sao có thể không quen mẹ được? Bọn họ đều được mẹ mua về mà. Vậy mẹ nói xem bạn nào là Bonjo. Bạn nào là Bonjo à? Để mẹ xem nào. Bạn này. Không phải rồi, đó là Đồ Đồ. Vậy mẹ nói lại xem bạn nào là Ô-treo. Ô-treo. Đây. Mẹ sai nữa rồi. Mẹ làm đau tay bạn ấy đấy. Vậy mẹ làm nhẹ nhàng thôi, xin lỗi nhé. Cũng biết hưởng thụ đấy nhỉ. Khó khăn lắm mới có thời gian như vậy. Vốn định nhân dịp nghỉ phép ở bên cạnh Tiếu Tiếu nhiều hơn, nhưng không ngờ nó lại thích chơi với đám búp bê này. Trẻ con ấy mà, cần phải ở bên cạnh nhiều hơn mới biết được bọn chúng nghĩ gì. Đúng vậy. Có lúc tôi rất ngưỡng mộ anh đấy. Cũng bận như thế, nhưng anh lại có sức để chơi cùng với hai đứa con của mình. Tôi có bí quyết gia truyền đấy. Bí quyết gì thế? Tiếu Tiếu, anh dọa tôi đấy. Tiếu Tiếu, con có sợ không? Không vui chút nào. Giận rồi, giận rồi. Giận rồi sao? Có tác dụng với con trai tôi lắm mà. Con bé không sập bẫy đâu. Tiếu Tiếu, Tiểu Thu, Tiếu Tiếu, xem ai đến đây. Chú Tiểu Thu, để chú ôm cái nào. Xem nó vui chưa kìa. Mấy bạn nhỏ cũng có đây sao? Chúng ta đem mấy bạn nhỏ này giới thiệu cho mẹ cháu được không? Sếp Dương, đây là Bonjo. Chào một tiếng nào. Xin chào, mình là Dư Văn Lệ. Thả lỏng chút. Bonjo, xin chào, mình là mẹ. Xin chào mẹ. Mình là Ô-treo, mình cũng muốn quen mẹ, được không? Ô-treo, chúng ta có thể làm bạn không? Bắt tay được không? Nào bắt tay mẹ. Bắt tay nào bạn tốt. Ôm cái nào. Ôm cái. Sao vậy? Không sao.
Giám đốc Giang, anh đây là hoạt động tập thể, chưa nhận được tin nhắn sao? Nhưng sửa đổi thư hồi lại. Tôi xem rồi, về cơ bản không vấn đề. Tôi xác nhận lại rồi gửi qua cho khách. Làm tốt đó, có tiến bộ. Cậu có đi hay không đi? Tôi đi trước. Có đi, tôi đi ngay. Đến tập hợp nào. Mọi người đừng nói nữa. Quy tắc trò chơi cụ thể mọi người rõ chưa? Giờ chúng ta xác nhận lại danh sách chi nhóm. Tổ A: Hách Soái, Cao Tư Thông, Lâm Vũ Minh, Triệu Bác Thiên. Tổ B: Tôn Dịch Thu, Lan Thiên Dực, Ân Thịnh Siêu, Giang Nam. Không sai chứ? Được, trò chơi chính thức bắt đầu. Tổ A vào vị trí trước. Không muốn tăng ca thì nhìn chuẩn rồi đánh. Chúng ta chỉ có 10 phút. Phải sống quay về cho tôi. Tìm nơi nào đó ẩn náu đi. Chia nhau hành động. Được rồi. Tư Thông, cầm giúp tôi. Làm gì? Lên đó. Bệnh à? Cậu có biết gì là bất ngờ, là ẩn đáo đó? Tôi lên đó sẽ không ai phát hiện đâu. Chưa nói cậu có lên được không, nguy hiểm lắm. Hơn nữa quy định không cho trèo lên cây. Quy định cái gì chứ? Tôi nói cậu biết, trò chơi có thể thua, Thịnh Siêu phải chết. Nào giúp tôi, giúp tôi. Mau lên giúp tôi. Không phải, đi đâu đó? Làm khá lắm, có tiến bộ. Cao Tư Thông, Cao Tư Thông, tổ A loại. Ân Thịnh Siêu, giám đốc Ân, bắn súng giỏi đó. Cũng tạm, hết đạn rồi nói xem. Cái đó có gì từ từ nói. Từ từ nói. Tôi có nhiều lời muốn nói lắm. Không không. Chú Hách, sao chú đến đây? Nhìn chú Hách kìa. Sau đó xếp Lý, Lão Ngô, cùng đi.
Thật ra tôi quen đơn thương độc mã rồi. Đột nhiên tôi quản lý một phòng, không nắm chắc gì cả. Lão Ngô, cậu làm ở công ty rất lâu, vậy nên sau này có gì phải hỏi cậu nhiều đó. Sếp Lý khách sáo rồi, có cần đến tôi nhất định sẽ phối hợp. Vậy cảm ơn trước nhé. Sếp Lý, anh muốn hỏi những gì? Vậy tình hình thực tế ở công ty phải tìm hiểu trước. Anh muốn hỏi cậu thấy Khúc Trung Quy là người thế nào? Sếp Lý, sếp Ngô, hai vị đều ở đây sao? Sếp Khúc, sếp Khúc đích thân đến. Hoạt động theo nhóm này cũng coi như là thành công. Sếp Lý, nói câu thật lòng, tôi thật sự không muốn đến. Nhưng hết cách, mấy người chủ chốt làm tốt trong tay tôi, anh đều mời đến đây rồi. Nói xem còn lại mình tôi làm được không? Lại là tôi rồi. Sếp Khúc đừng trách nhé. Sếp Lý đừng nói vậy. Nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy, sao có thể trách chứ? Sếp Khúc, hai người từ từ nói, tôi về trước. Khác Chi, sao vậy? Sao mà tôi đến là cậu đi? Lão Ngô, hôm nay ngày nghỉ, đừng khách sáo quá. Đi thôi, cùng đến chỗ tôi làm chén, nói chuyện. Được không, sếp Khúc? Được, cung kính không bằng tuân mệnh. Đi thôi Lão Ngô. Ân Thịnh Siêu, đừng chạy, đừng chạy. Tiểu Tôn, đồng chí, cản hắn lại, cản lại. Tôi hết đạn rồi. Tiểu Tôn tránh ra. Không, Tiểu Tôn, Tiểu Tôn tránh ra. Sau đó thích bắn tôi thì bắn. Nghĩ gì đó, chúng ta đồng đội, mau nổ súng. Tiểu Tôn, nổ súng đi. Tốt lắm. Thông báo chút. Hách xoáy tổ A loại. Hách xoáy tổ A loại. Tiểu Tôn, tôi không cố ý. Giám đốc Giang, nhìn gì đó? Không có gì. Cao Tư Thông, cậu muốn nói gì? Nhanh lên. Giám đốc Giang, tối nay rảnh thì cùng uống một ly. Không có thời gian cũng không sao, tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Cũng được. Thuận tiện tôi cũng muốn biết, anh từ lúc nhậm chức đến giờ đã đọc được điều gì?
Tôn Dịch Thu, ngồi ở đây, hát xói qua đây. Nào ăn đi, ăn đi. Chơi không đến mức. Nào, qua đây uống một ly. Sắp xếp cũng rất tốt. Tiểu Lan nào, tôi qua đó trước, mau đi đi. Giám đốc Giang, không phải đặt 8 giờ sao? Tôi không có chuyện gì liền đến, ăn đi. Sếp Hứa, cô ấy trêu tôi. Hôm nay nếu không phải vì cậu, suýt chút tôi thắng rồi. Nhưng anh sắp bị đánh thành cái sàn rồi. Đó là gì? Cậu thu hút sự chú ý của tôi mới bị bọn họ đánh úp. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi đói đầy béo. Anh có thể đừng nhân lúc không có lão Ngô liền bắt nạt người mới không? Vậy hôm nay là ai ở bể bơi kéo ống khí của người ta? Tiểu Tôn, đến đây uống một ly đi. Qua đây, Dịch Thu. Cũng được quan nghênh lắm đó. Anh sao vậy, ghen à? Tôi tin Xếp Thu là một thành viên của tổ 4, sẽ không vì thành tựu nhỏ liền làm sao. Đã qua đó rồi. Nào, đắc ý quên bản thân. Anh đang nhìn gì? Tôi muốn biết rốt cuộc thua ở đâu. Anh cảm thấy anh thua rồi. Tôi biết là so với anh, tôi còn nhiều điểm không đủ. Khoảng cách với yêu cầu anh đề ra, tôi cũng kém rất xa. Nhưng mà so với những người cùng tôi vào công ty, bọn họ luôn có thể nhận ra được rất nhiều cơ hội thể hiện bản thân, cũng chạy nhanh hơn so với tôi. Có lúc trong lòng thực sự có cảm thụ khó chịu. Cao Tư Thông, anh không hề thua. Chỉ là anh cho rằng bọn họ chạy nhanh hơn anh mà thôi. Trên con đường trở thành người đầu tư, thứ anh học được không hề ít hơn so với bọn họ. Tôi thực sự không bị bỏ lại. Vinh quang là tiếng vỗ tay, chỉ thuộc về hạng mục, không liên quan đến người đầu tư. Là một người đầu tư, buộc phải nén lại sự nóng giận. Anh có thể nén lại sự nóng giận của mình hay không? Tôi có thể. Nói được làm được. Nếu như không có xếp Lý thì không có độc giác thú hôm nay. Nào xếp Cô, kính xếp Lý. Sảng khoái. Độc giác thú. Độc giác thú cái gì chứ?
đều là nhờ vào dưỡng khí. Năm đó tôi lúc làm thành công độc giác thú đầu tiên, tôi mới bao nhiêu tuổi? Người sáng lập ngoài kia, anh ta mới bao nhiêu tuổi? Hai tên nhóc cùng với cả bà cô lớn tuổi, không có công ty Bảo Cát. Vừa rồi sếp Khúc nói với tôi, anh còn bao nhiêu sức lực có thể thành công? Dựa vào gì chứ? Thì dựa vào một luồng sức mạnh, đúng không? Thật ngại quá lão Ngô, cái này bắn vào rồi. Không có. Nhưng tôi nói với anh lão Ngô, độc giác thú vô tác dụng, thực sự vô tác dụng. Anh đừng thấy tôi nói hiện giờ, cái này lái chiếc xe xịn uống rượu nổi tiếng, độc giác thú có thể trị bệnh tiểu đường không? Có thể trị gan nhiễm mỡ không? Có thể khiến vợ tôi mỗi ngày bớt cằn nhằn vài câu không? Có thể khiến con gái của tôi thi được thành tích tốt không? Không thể. Đúng không? Sếp Lý, anh đấy à, quá khiêm tốn rồi. Thực sự là quá khiêm tốn rồi. Nếu như không có thực lực, không có mấy cái bàn chải, Chris có thể tốn nhiều công sức mời anh qua đây ngồi ở chỗ chúng tôi không? Không đúng. Sếp Khúc, thằng nhóc đó trong lòng nghĩ gì tôi rất rõ. Không phải là nhìn trúng chút danh khí của tôi sao? Nói là qua giữ thể diện. Tương lai của Kim Thần không thể chỉ hy vọng vào hai tên già chúng ta. Lúc nào rồi? Vẫn phải mong chờ lão Ngô. Người tài giỏi trẻ tuổi, tài năng, đúng không? Lão Ngô, tôi đã nghe ngóng anh, anh hơn 40 tuổi rồi, có năng lực, có tình cảm, có tính cách, có tủ lượng, đúng không lão Ngô? Sếp Lý uống sai rồi. Ông đây nói có bạn từ phương xa tới, buộc phải uống say, đúng không? Sếp Khúc là bạn của tôi, lão Ngô cũng là bạn của tôi. Vậy hai người cũng nên là bạn, đúng không? Sếp Lý không sao chứ? Tự mình ngã xuống rồi. Tôi đã phái người đưa nấy về nghỉ ngơi rồi. Khách chi? Tôi nghĩ anh cũng đã nhìn ra rồi. Lý Thượng Tư này không thể dựa được. Khách chi? Tổ bốn muốn phát triển, phải tìm được ngọn núi có thể dựa. Ngọn núi dựa của tổ bốn hình như trước giờ chỉ có bản thân.